Các vị lên đây chia thêm một like nữa lên đây, thầy sẽ bán cái số rồi. Ê, Phan. Không, cái này là tiền, cái này là thẻ. Thôi chết mẹ thôi. Thì lỡ rồi. Quý vị đầu năm cho mấy bộ kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe dồi dào, công việc và năm mới tài sự như Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cô bác có muốn Nguyễn Hồ hát nữa không? Dạ, dạ về để cho Nguyễn Hồ xin hát một bài. Để anh ca một vài bài. Dạ. Cái anh này anh nói là Trần Vũ với anh có nói chuyện trên Facebook. Anh nói là hồi xưa giờ mình học có một lớp 2, lớp 3 đấy, chứ tự nhiên cái cô giáo đi lấy chồng tới giờ mình đâu có học đâu. Cho nên cái hình như là nghe có một người giả giọng của Trần Vũ ở trên Facebook nói chuyện, có nghĩa là không biết là hàng tuần hay hàng tháng gì đó lên một lần, nhưng mà Trần Vũ không có nói chuyện trên Facebook, để cả internet cái gì cũng không biết, chỉ biết phone thôi. Quý vị, tại vì từ nhỏ rồi Nguyễn Hồ đã mê tiếng hát của ca sĩ Trần Vũ, rồi là thần tượng của Nguyễn Hồ. Cho nên là trên Facebook á thì có anh Nguyễn Hồ mỗi ngày cứ nói chuyện, cho nên cứ nghĩ là anh Trần Vũ anh biết. Rồi không phải, nhiều không phải. Chưa bao giờ lên internet, cũng chưa bao giờ cái email, tại vì mình không biết. Mà bây giờ anh này anh nói là tôi có nói chuyện với anh rồi đó, thì kiểu trên Facebook nó chặt làm hết. Tại vì có hồi mình cũng có nghe ở Pháp hay gì cũng có một người có như kiểu là nó quên Facebook, nó có các thế giới, mà có một người giả giọng của Trần Vũ lên Facebook. Bây giờ là ngày mai anh nói chuyện với nó đi, nói là hôm qua đêm giao thừa tôi đã gặp Trần Vũ rồi. Ok, còn anh nói chuyện với tôi không phải là Trần Vũ đâu. Nói cho nó biết. Come on.